Anh ăn no chưa? À, anh ăn no rồi. Tính tiền nhá. Vâng. Ờ, à, em ơi, cho tính tiền. Dạ, bán anh thanh toán ạ. Ờ, à, của anh hết bao tiền? Ờ, à, dạ, của anh hết 268.000 ạ. Hả? 268.000 ạ. 268.000? Dạ, vâng. Sao anh? À, không. À, anh có bảo gì đâu. 268.000 ấy chỉ là chi phí cho bữa ăn của anh đây ngày hôm nay thôi. Để em chia đôi với anh nhé. À không, em không phải xe với anh nhá. 268.000 đấy là hôm nay anh sẽ mời em nhá. Dạ vâng. Em ơi, hôm nay cửa hàng nhà mình ấy có cái chương trình giảm giá hay là khuyến mãi gì không? Dạ không ạ. À, không có à? Dạ. Đây, 200 này. 200 bao nhiêu nhỉ? 268 ạ. Đây, 70.000 đây. Em xin ạ. À, em cảm ơn ạ. Trả lại cho anh 2.000 nhá. Dạ, vâng, anh ạ. 268.000. Dạ. À không. Đấy, anh chỉ bảo là cái bữa ăn hôm nay của anh và em hết 268.000 thôi. À, hay là em xe đôi với anh nhá. À không, anh đã bảo rồi là hôm nay anh mời em đi ăn. Hết có 268.000 thôi mà em... Vâng. Không phải chia nhá, không phải chia gì cả. 268.000, đắt anh nhỉ? Ừ, đắt. Mà anh đang tự hỏi rằng là tại sao anh với em ăn hai người mà lại đắt thế nhỉ? 268.000 thì chi là mỗi người là 134.000. Thế thôi, mình về anh nhỉ? Về á? Vâng. À, em hãy chờ một chút. Chờ gì đấy ạ? Anh đang chờ bạn nhân viên ra trả lại anh 2.000 mà. Vâng. Anh ơi, hôm nay trời nóng anh nhỉ? À, trời nóng á? Đâu, anh thấy trời mát mà. Hay là mình kiếm một quán cà phê nào ngồi đi anh, em khát quá. Em khát nước à? Được rồi, em đứng im đây nhá, chờ anh một chút nhá, đứng im đây. Anh. Em uống đi. À, em cảm ơn anh. Ừ. Sao, mát không? Chuyện chai nước 5.000 của anh mà lại. Anh rất hay uống chai nước này nhá. Vừa rẻ, vừa mát mà lại vừa ngon, đúng không? Em bạn này, anh hỏi à, vừa rồi đi ăn ấy, em có thấy ngon không? Công nhận quán đấy ngon phết anh ạ. Chả ngon thì sao? 268.000 của anh mà lại. Bạn này, giả sử là 268.000 hết hai người, thế thì vị chi là anh với em hết mỗi người hết 134.000. Mà thôi, em chỉ cần đưa cho anh 130.000 cũng được. Sao anh? Thôi, không có gì cả. Mình đi dạo tiếp đi. Vâng. À, đi. Ê, thế làm sao? Hôm trước đi hẹn hò buổi đầu tiên được anh thì như nào? Không ổn mà. Chán, chả buồn nói luôn đi. Sao lại chán? Kể xem nào. Ông ấy hình như là muốn share tiền cho tao, nhưng không dám nói hay sao ấy. Share tiền đó, ngay ở buổi đầu tiên. Này, đừng có nói với tao là mày học đòi mấy cái đứa trên mạng buổi hẹn hò đầu tiên đưa đi ăn nhà hàng mấy chục triệu đấy nhá. Không có, mày nghĩ bạn mày thế à? Ăn cái quán này đây này. Nhưng mà hôm đấy hết có 268.000 thôi. 268.000 á? Ừ. Là rẻ mà, có đắt đâu mà phải share. Thì tao cũng không biết nữa. Tao bảo xe, mai ông ấy không xe, cứ nhắc đi nhắc lại. Khó hiểu. Mà ông ấy nhiệt tình theo đuổi tao, mời tao đi ăn, nên tao không đi chứ. Tao biết điều nên ăn ít. Xong rồi lúc thanh toán, anh ấy cứ nhắc đi nhắc lại. Tao không biết làm sao. Ơ, chào Ly. Em cũng ở đây à? Anh Phúc. Em chào anh. Ơ, Bì cũng ở đây à? Thường thế. Vừa mới nhắc. À, My ơi, anh kể cho em nghe nhá. Hôm qua anh và Ly vừa cùng nhau đi ăn, vừa cùng nhau đi chơi đó cơ. Thích lắm, vui lắm. Vui lắm hả anh? Ừ, này, hôm qua anh với Ly đi ăn ở một cái nhà hàng. Hình như là đúng nhà hàng này. À, đúng rồi, đúng nhà hàng này rồi. Đồ ăn cũng ngon, Ly ăn nhiều ơi là nhiều luôn. Nói thật với em nhá, nói chung là nó cũng hơi đắt. Có 268.000, em có thấy đắt không? Đắt. Anh nói thật với em nhá, anh nể Ly lắm ấy, anh mới đi đấy. Mà anh này. À? Anh là muốn share tiền với em đúng không? À, chứ 268.000 anh cứ nhắc mãi vậy. À không, anh không muốn share tiền đâu. Đây là anh đang chia sẻ câu chuyện của mình với My mà. Đúng đấy. Tao thấy là mày hơi nghĩ linh tinh đấy chứ. Anh Phúc đẹp đàn ông đàn an như thế này là ai lại bắt đi share tiền với con gái bây giờ nhỉ? My nó chỉ có chuẩn.
Hôm qua hai đứa mình ăn hết 268.000 thì chia ra mỗi người hết 134.000. Kể cả anh bỏ ra thêm 134.000 nữa ra ấy, thì anh cũng không bao giờ tiếc, bởi vì là anh đấy là anh bỏ ra cho em hiểu không? Em không bao giờ tiếc cả. À, nhắc mình nhớ nhá, còn 5.000 tiền chai nước nữa là 139.000 đấy, anh có tiếc đâu. À thưa anh ơi, em xin phép cắt ngang, nhưng mà anh nói bị đau đầu quá. Ly này, khả năng là bây giờ mày chuyển khoản lại cho anh ấy đi. À kìa, nhưng sao mày nói thế? Anh đã bảo rồi, số tiền này là anh bỏ ra để anh cho thôi, đi. Thôi anh... Bây giờ anh đọc số tài khoản đi, em chuyển thôi, cho. Thôi anh bảo là anh không cần đâu. Thôi, hai đứa ngồi đi nhá, anh đi về trước nhá. Thằng nó bị dở hơi ở mày. Hả? Có anh à? Không. Ôi chết, anh có điện thoại. Alo. Hả? Mày bảo là mày trả nợ cho tao á? Sao mày bảo là sang tháng mày mới có tiền cơ mà? Ờ, thôi được rồi, đây, để tao đọc số tài khoản cho mày và ngân hàng luôn nhá. Rồi, tao đọc chậm rãi này, ghi lại này, chuẩn bị nhá. Rồi, số tài khoản 44383494322, ngân hàng Tiên Phong Bank, được chưa? Ừ, rồi, tinh rồi đấy, tao nhận được tiền rồi nhá. Ly ơi, sao em lại chuyển tiền cho anh? Tại em thấy có người cứ lượn qua lượn lại đọc số tài khoản là em chuyển luôn. 286.000 cộng với 5.000 tiền nước, em chuyển anh tròn 300 luôn đấy. Nhưng mà tiền thừa nữa thì anh mua váy về mặc đi nhá. Váy á? Anh Phúc này, văn hay chữ tốt thì đúng là anh Phúc đây rồi. Nói thật nhá, cô gái nào mà lấy được anh ấy chắc phải tạo nghiệp dữ lắm đấy. Thôi về đi mày. Này nhưng mà tại sao phải mua váy mặc? Tự nhiên lại 27.000.